quay trở lại cái mốc 66k ngày hôm qua thì Bitcoin đã tạo ra một cái cái nền pin ba ở cái vùng này thì uh, hiện tại thì RSI nó cũng đang ở cái vùng mà uh, trên 50 thì là là một cái xu hướng uh, tăng Nhưng Tuy nhiên ở chỗ này có khá là nhiều cản đối với Bitcoin ở khu vực này thứ nhất là cái vùng 66k này nhất là có cái đám mây cung mũ rất là dày ở đây Thứ hai nữa là Bitcoin nó lên cái khu vực uh, chỗ này Nó rất là nhiều cản ở đây uh, Và thứ hai nữa là uh, Những cái tin mà liên quan đến Sàn Bờ Tây Gốc ấy Nó cũng uh, trải Bitcoin uh, Có thể là các cái uh, người mà người ta nhận được Bitcoin Người ta có thể là uh, xả Bitcoin Tuy nhiên nhưng mà về uh, Xu hướng ấy, Thì các bạn nhìn là những cái nến màu xanh này Màu xanh nọn chuối này Và cái chen này nó đã được xác nhận tức là bitcoin đã xác nhận cái xuồng tăng. ở trường hợp nếu mà nó điều chỉnh ấy, có nói rằng các anh chị em spot thì vẫn giữ bình thường, nhưng mà anh chị em cẩn thận uh, uh, khi mà dùng đòn bẩy ở khu vực này, có thể nó sẽ chỉnh, uh, có thể nó chỉ chỉnh hôm qua này nó về khoảng 63, 62k, 62, k 62 62 kx uh, Nếu mà bitcoin thì vẫn giữ quan điểm là bitcoin nên chỉnh về khoảng tầm 60, 61k để nó đi lên thì nó sẽ là À, nó sẽ là bền vững ấy các bạn, nó lùi lại, nó buôn bách xong rồi để nó đi lên. À, ETH thì cũng tương tự, ETH cũng qua cũng tạo ra một cây nến pin ba. ETH ở cái vùng này thì là cũng cũng là một cái vùng quá bán. RSI đang ở vùng 60 và nó vẫn là ở trong mây. Và khi nó ở trong mây ấy, thì cái xu hướng của nó thì nó sẽ là đi ngang, Đấy. nên là uh, anh chị em nào mà uh, dùng đòn 7 thì cẩn thận ở cái vùng này còn spot thì cứ giữ để về dài hạn thì nó vẫn là xuồng tăng còn ôn coi thì ngày hôm qua ôn coi thì các đồng ôn coi cũng uh, tăng nhẹ uh, các bạn nhìn thấy rằng là uh, toto ba nó hôm qua là mỗi ngày khá là biến động khá là biến động hôm qua nó điều chỉnh về cái mức thấp nhất là 607 tỷ sau đó thì nó tăng lên là 636 tỷ hiện tại thì Toto 3 nó có một cái vùng cản khá là mạnh ở đây